gỗ đem về nhà nướng thịt ăn coi đói bụng quá mới đi. Ê ê ê ê Sammy, bà làm gì mà tự nhiên bà quýnh tôi vậy? Ủa cái gì tự nhiên lại quýnh mình cái xong bỏ đi vậy trời? La la la, trồng cà rốt, cà rốt à, mau lớn mau ăn trồng lớn để chị con thứ hoạt em nha em. Trời ơi là trời. Dạ ừ đi. Ủa Sam, Sam em làm gì hả? Ủa em, ủa em thường phần cà rốt của chị vừa trồng ta còn phá nữa. Mày quá, mấy cái đứa kia đúng là ngu gốc, không biết mình là Sammy giả mạo. Gì? Sammy giả mạo? Cái gì vậy? Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thiệt luôn á, đúng sợ luôn á mọi người. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mọi người buồn vậy? Hello mọi người, hello mọi người, sao? Ủa nay sao tập trung đầy đủ vậy? Đây rồi. Ủa cái gì vậy? Ủa tại sao mà bà xấu tính quá vậy hả? Ví dụ bà ghét tôi hay gì bà nói ra chứ bà làm gì tiền bà qua bà đánh tôi rồi sao mà bà bỏ chạy là sao? Ủa? Đúng rồi, còn em á, mình á lớn rồi á thì khi người khác làm nó không phụ giúp thì thôi đi. Cái gì? Phá của chị đó em, thử thuận cà rốt của chị em nó bị phá tôi bà dữ kìa. Ủa của em, tại sao chị lại phá hết công sức sáng giờ 5 tiếng làm bánh của em đó? Ủa mọi người nói chuyện như vậy? Trời ơi trời, tôi mới vậy mà. Ủa? Từ bây giờ cắt với Sammy, không chơi với Sammy nữa, cắt đôi nữa sao? Ủa cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu mà ngồi. Đúng rồi. Ủa cái cắt gì vậy? Cắt đôi nỗi sầu đi, tôi cũng cắt đôi nỗi sầu luôn. Ủa Sim, cái gì vậy? Bánh của em sao thì em làm. Em tưởng gì có ảo hộ gì phá bánh chành luôn. Ủa cái gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Em cái bị gì vậy? Trời ơi, sáng sớm tôi mới mở mắt là tỉnh dậy chà một cái, tự nhiên sáng sẽ bị chửi ông ăn à. Ủa chuyện này là sao vậy? Ủa tôi có làm gì đâu mọi người ơi, tôi mới dậy mà mọi người. Cái gì vậy? Ôi trời ơi, tự nhiên sáng sớm bị nguyên làng chửi luôn mà tôi có làm gì đâu bạn. Ủa rốt cuộc mình làm gì á bạn? Nguyên con mình phía dưới sao biết chưa? Tôi mới dậy mà không biết cái gì đâu. Khổ ghê luôn, tự nhiên sáng mày chửi oan luôn. Ủa cái gì á? Ủa sao đầu kia như Phong Cận nói chuyện với ai vậy? Hình như giống tôi vậy. Ủa tôi đang ở đây mà sao có người y chang tôi vậy? Trời ơi, vậy là có người giả dạng mình rồi nè. Hẹn đi sáng sớm, vậy là cái người giả mạo này dám giả mình lừa mọi người ha. Trời ơi, tôi ngờ luôn. Trời ơi, rồi, bây giờ mình phải báo cho mọi người biết được. Ủa, cái gì vậy? Không ổn rồi, không ổn rồi kìa. Không ổn rồi, tôi thấy Sammy có vấn đề nha. Ai đồng quan điểm giơ tay. Không thấy gì á Bùi, bình thường á nha là Sammy lúc nào cũng vui vẻ đáng yêu hết trơn á, mà sao không hiểu dạo đây thấy bà Sam cứ kỳ kỳ. Đúng rồi, và điều đặc biệt nha là Sammy im lặng không nói một lời nào cả. Trời ơi nè, có khi nào Sammy bị cấm mà Sammy giấu bọn mình không? Trời ơi không phải, trời ơi không phải, chứ không thì lấy rồi đó rồi Sammy nói với bọn mình bằng cái gì nó bằng bùng hả, xong bùng hả. Ừ ha, từ đó hay, Sammy có bị gì đâu. Từ từ, không được, chắc chắn sao đâu có vấn đề gì đâu. Hay bây giờ tụi mình theo dõi Sammy đi mọi người. Hả? Theo dõi Sammy. Đúng rồi á, tôi nghĩ là nên như vậy đi, chứ giờ để cho Sam một mình vậy Sam trầm cảm luôn á. Trời ơi, okay, đúng rồi, đi theo tôi. Đi luôn. Trời ơi, cái bà Simmy này bà núp cái kiểu gì mà lộ dữ vậy, bà núp vậy bị phát hiện hay sao? Trời ơi, yên tâm đi, núp vậy là không biết đâu. Trời ơi, Sam núp lắm. Trời ơi, phải núp như cà mùi nè, thấy không? Núp xong không thấy đâu luôn, thấy không? Đó, hay quá mùi ơi. Trời ơi, cà mùi giỏi dữ trời. Ủa, chị mà em, chị mà. Ui, hình như có tiếng mở cửa hay sao kìa? Làm vô đó, nhà bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, đừng có làm giả bộ nha, okay. À, tôi biết rồi, tôi sẽ bình tĩnh. Hello Sammy, hôm nay nhân ngày sinh nhật của bà hàng xóm, cho nên là Phong có làm mấy món đồ ăn tặng cho Sam nè. Mời Sam ngồi ăn. Mời ngồi. Lý do lại hay á. Lý do nó hay thật á. Tôi bận rồi. Ủa à, Sam bận hả? Vậy thôi giờ Sam bận thôi. Sam cầm theo ăn đi nè, cầm theo ăn đi nha. Cái gì mà cầm theo phải giữ chân Sam lại hiểu không? Ok bye bye nha, bye nha, tạm biệt nha. Hẹn gặp lại, see you again. Ok bye bye. Ông nội này tao
lao quá à, phải giữ Sam lại chứ tự nhiên không để Sam đi là sao? Trời ơi, cái bà này không biết gì trơn á, tự nhiên bây giờ mình giữ Sam lại là Sam sẽ nghi ngờ không? Tôi cố tình làm như vậy á để cho Sam bỏ đi, để bọn mình kiểm tra ngôi nhà này để coi liệu rằng trong nhà này có gọi là cái manh mối gì không, hiểu không? Manh mối hả? Đúng rồi. Đẹp hay á. Hay, đi đi tìm đi, đi tìm đi, đi tìm đi. Mà nhà sao không có gì manh mối ta, trời ơi. Nói đâu ta, trời ơi. Mà bà Camui bà trốn kỹ ra, bà trốn ghê thiệt, bà trốn về này mà mình không tìm ra bà luôn á. Bà ngủ luôn chứ sao nữa ông nội ơi, trời. Ủa đằng sau nhà không có gì luôn nè. Không có gì trơn, em có cái nào ở trong toilet đâu. Toilet hả, toilet thì làm gì có. Ui, ê xếp xếp. Toilet, ở trời. Ủa, ây da, một cái hầm bí mật bên dưới toilet. Ây da, thủi quá, thủi quá. Ây da, thủi hả. Ê, trời ơi, không sao, để tôi xử lý. Đây, bình làm gì thơm phiêu, 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 đó. Ui, dầu thơm hả, à, trời, hay quá, hợp lý. Dầu thơm vô. Ơ, khoan từ, tại sao bên dưới cái toilet lại có cái hầm bí mật? Chắc chắn bên dưới phải có cái bí mật gì đó. Đi xuống kiếm trả hứng. Đó là đi xuống. Trời, tôi mập quá, tôi chui xuống được. Đây, 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 đây. Xuống, xuống, xuống. Ê, xuống thôi. Rồi, đi xuống dưới nè, xuống dưới nè. Ui, wow, cái gì đây? Trời, cái gì vậy? Một cái căn hầm bí mật. Từ từ, bà bình tĩnh. Tôi có cây rượu đây, yên tâm. Lỡ có con nhào ra cái là tôi chạy liền. Trời, đào lao quá, tôi kiếm nè. Ôi, thử coi, coi. Từ, có gì đây? Ui, ui, từ từ, từ. Sammy kìa, Sammy kìa. Ủa? Ủa mà, ông Khai Tư, hồi nãy Sammy ra khỏi nhà mà Sammy đâu có trong nhà đâu mà tại sao Sammy lại ở dưới này? Hả? Đúng rồi, đó là vấn đề á. Ủa, bà đang làm cái gì vậy ta? Sao bà cứ nhìn xung quanh xong rồi? Trời ơi, may quá, mấy cái đứa kia đúng là ngu gốc, không biết mình là Sammy giả mạo. Cái gì? Sammy giả mạo? Hả? Là sao? Đúng là mấy cái đứa ngu ngốc. Ai, trời ơi, mang cái mặt nạ này mỏi mặt quá à. Thôi rồi, mình sẽ lột cái mặt nạ này ra. Ôi, cái gì vậy? Oh my god, trời ơi. Cái con này là cái con gì mà có tận tận 4 con mắt luôn Sim ơi. Trời, đó có phải là Sam? Ủa gì tôi trước giờ sao lại? Trời, vậy là có nghĩa là Sammy đã bị giả mạo từ nửa giờ mà mình không biết á. Trời ơi, nhìn nó ghê quá Sim ơi. Ủa, tiếng ai vậy? Chạy đi. Ủa? Không có ai ta? Chắc mình nghe nhầm. Ôi Sim ơi, không xong rồi. Bây giờ bọn mình phải đi gọi thêm Camui đi tới đây để giải cứu Sammy thôi. Chứ sao nữa, trời ơi sao nó gặp nguy hiểm á. Chắc chắn là vậy thôi. Đi cảnh à. Trời ơi Mui ơi, trên tường nó có hình mấy con mắt kìa, em sợ quá Mui ơi. Con người mà đuổi theo dõi mình đó. Trời ơi, tôi nghe cái tiếng con gì ọc bên kia kìa. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cá mập xương hả? Trời ơi, mấy con cá mập xương nó bơi lại. Ơi nhưng mà sao nhìn giống như kiểu bộ nó muốn ăn thịt bọn mình vậy? Chứ sao nữa, bây giờ mình phải vượt qua nó đúng không? Trời ơi, rồi xong, Simmy mất thịt. Phải canh nha. Để phong. Ôi, ai da, trời ơi, nó tạt cái mông tôi, trời ơi, trời. Đại ca đây này. Hey. Rồi. Ghê. Ủa. Quay cái gì? Trời ơi. Ghê quá. Ghê. Ê Mui ơi. Mui ơi. Mui ơi. Em té chết em luôn á Mui ơi. Đi qua đây qua đây nè. Em kêu chị xíu mà. Rồi, tiếp theo. Đi đây. Ôi. Bắt cua kìa. Ui. Ui nó vừa nâng lên. Lại nó vừa nâng lên. Cái này là nó thay đổi theo thời gian á, bọn mình phải canh á. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Ây da, ây da, trời ơi, chết rồi, ây da, ây da. Ây da, chết tôi rồi, ây da, trời ơi. Trời ơi, cái chỗ này bây giờ á, em chỉ nghĩ là bây giờ mình phải chạy nhanh thiệt nhanh qua thôi. Không được gọi là chần chừ đúng không? Đúng rồi, chần chừ là lại. Không nhầm, chị canh, chị canh được rồi, chị canh được rồi, chị canh được rồi. Yeah. Rồi xong. Ủa luôn mà. Người tôi đụng mấy lỗ luôn. Thấy không? Chị canh được rồi hả? Chị canh được chưa? Canh dữ chưa bà nội? Cái này nó canh nè. Nó như biết sống. Nó sống, nó như sống bổ vậy chị. Đó canh nè đấy, đấy đó, canh nè, canh nè. Cho bà đi nấu canh luôn. Tô, người ta sẽ. Cứ nghe theo lời em, chạy nhanh qua thiệt nhanh đi. Rồi mày đặt múa làm gì không biết. Rồi đây nè. Đừng có múa nữa, nhanh quá luôn. Qua được rồi.
Trời ơi. Ủa, chị em ơi. Lỡ tay ui. Rồi đi nè. Ây trời, tôi mới thấy Simi té mọi người ạ. Em bị đớp, rồi em chơi. Thôi, đi qua luôn, để tôi xuống phòng, tôi đi trước nha. Hình như chị thấy cái gì đó. À, em có thấy đâu? Cái gì thấy không? À! Trời ơi, nó hồi sinh được. Trời, bây giờ thế này đi. Mọi người, mình đánh nó xuống xong rồi mình chạy đi luôn. Mình đừng có chờ nữa, mình câu giờ quá. Đánh mình á. Không, nhốt nó lại, được rồi. Vào đây mọi người, về. Từ từ chị đi. Nó đi ở đâu vậy? À, nó chặn đường em ơi. Nó chặn đường em ơi chị ơi. Chạy đi mà chị đóng cửa cho. Trời ơi, hay quá, xỉu ơi, rồi chạy. Mấy cung quá chị đi một mình là một mình chị đi luôn á. Mấy cung mà. Ê, Sim ơi. Bên này còn gái hơn nữa, Sim ơi. Sim ơi, Sim ơi. Trời ơi, có kiếm nè, Sim ơi, có kiếm nè. Mày mấy cung cám mặt đi. Giờ là Sammy chỉ là cái da bên ngoài thôi, còn bên trong thực sự Sammy là như thế này hả chị? Từ nãy đến giờ chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách rồi. Tôi nghĩ rằng bây giờ đây là cánh cửa cuối cùng đó. Mọi người đã sẵn sàng vào trong để cứu Sammy chưa? Sẵn sàng. Em cũng chưa Bùi ơi, em không biết quái vật trong đó nhìn nó như thế nào đấy, em sợ. Ok xong rồi, chị nghĩ rồi. Nếu mà chị em mình chưa sẵn sàng, chị em mình ở đây. Còn ai sẵn sàng rồi thì đi vào đi. Vào đi. Đúng rồi Sim. Hay là bây giờ Sim vào đi. Sim vào để Sim coi con quái vật trong đó như thế nào rồi Sim ra Sim báo cho bọn tôi biết được không? Ê tào lao quá à. Lúc tôi vô là tôi bay màu sao, tôi phải có đồng đội chứ. Nhưng mà Sim kêu Sim không, Sim sẵn sàng rồi mà. Ui sẵn sàng thì phải có hai người sẵn sàng mới sẵn sàng chứ, sao một mình tôi sẵn sàng được? Trời, Sim sẵn sàng là một mình Sim sẵn sàng, còn bọn tôi kêu là bọn tôi chưa sẵn sàng, có nghĩa là bọn tôi chưa sẵn sàng, hiểu không Sim? Đúng, ai sẵn sàng vào đi nhanh lên. Đúng rồi. Người này thiệt tình á. Trời ơi, tôi coi từ con quái vật như thế nào nè. Trời. Ủa, mày tự sao tôi thấy cái chân của Sam vậy? Ủa? Cái gì vậy? Trời ơi mọi người ơi, con yêu quái này nó bự quá mọi người ơi, to gấp đôi, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần bọn mình luôn á anh em ơi. Trời ơi, sao này nhìn bình thường mà giờ thì con yêu quái bắt người. Sam ơi kìa. Mọi người cứu tôi với, con yêu quái đã bắt cóc tôi nè. Trời ơi nó mạnh lắm, mọi người cẩn thận nha. Hay là thôi chị về đây bye.
ơi, tại sao chị lại nói vậy hả? Chị không thấy Sammy, Sammy đã kêu chúng ta phải cứu Sam hả? Mày cùng không? Sim à, mày có kiếm chưa? Mình có rồi, sao vậy? Lấy kiếm của bạn ra đi. Mình có kiếm, bạn có kiếm. Bây giờ thì bạn dùng hai cây luôn nha, đánh cho nó giỏi. Đó, bạn vô bạn đánh nó giúp mình nha. Tôi giỡn đó. Tiểu phẩm thôi, tiểu phẩm thôi. Bây giờ thì anh em chúng ta cùng nhau tiêu anh. Let's go. Quái này, ôi chị thấy nó ồn ào dễ sợ luôn à. Giờ đứa nào sẽ là đứa tiếp theo để ta ăn thịt đây. Trời ơi, cái giọng nó y hệt như Sam luôn kìa. Thế khoan, bây giờ ba tụi mình đánh cùng lúc hay sao, hay là từng người lên hả? Ôi trời ơi, Simmy này nói gì hả? Tại sao mà từng người lên được? Con quái vật cái to vậy, từng người lên là coi như mình thua luôn á. Cho nên á, là hãy gọi là ba đứa mình lên đi. Nói nhiều quá. Trời ơi, con quái vật này nó đang bom. Con quái vật biết phun lửa, biết quăng bom. Trời ơi, Simmy đi rồi. Simmy ơi, sợ chưa? Trời ơi, nó quăng bom Sim, trời ơi, quăng bom Sim. Trời ơi, nó quăng bom tôi luôn kìa. Trời ơi, đánh con xíu thôi mà hai bà gục mất tiêu, còn có mình tôi làm gì nữa giờ? Mà chỉ còn ông thôi, hãy cứu Sammy giúp. Trời ơi, diễn quá, tiểu phẩm nữa hả? Trời ơi, tỉnh dậy đi bà, trời ơi. Các ngươi thấy chưa, lũ của người thật là tâm thương. Hai đứa này ta đã tiêu diệt xong rồi, bây giờ còn ngươi thôi, ngươi cũng sẽ trở thành bữa ăn của ta với bọn chúng thôi. Ngươi đừng có nghĩ như vậy, ta nhất định sẽ không chịu thua ngươi đâu. Cá Mui, Simmy, tôi sẽ trả thù cho hai người. Ơi, thứ nhất, hơi thở của nách. Trời ơi, con quái vật đã ăn tôi rồi, mọi người ơi, cứu tôi vậy, trời ơi. Hay là cứu dữ chưa, trời ơi, bảo cứu sao cuối cùng bị ăn thịt rồi kìa, giờ sao Mui, hai tụi mình cũng đâu. Trời ơi, cảm tôi nhột quá mọi người. Chị muốn nằm xuống nghỉ xíu mà sao Phong Cận sắp bị nuốt luôn rồi à. Trời ơi, tôi đang mắc cười, dễ sợ luôn à. Thêm hôm kia. Hãy đi em. Còn quái vật, ta sẽ cho ngươi biết. Mắc cười quá hả? Ôi, bóng đá. Mọi người ơi, có lên. Cuối cùng cũng chưa dẫn ra con quái vật rồi. Ủa mà, ủa khoan, con quái vật lại yếu mà có mạnh mẽ gì đâu ta? Tức là em ném hai cái bom nó xèo rồi. Ủa, Phong. Trời ơi, đau quá. Ông có sao không? Quái, ông sao, ông sao? Bà quýnh tôi mới có sao quá. Trời ơi. Mọi người tiêu diệt được yêu quái rồi, mừng quá, cứu tôi. Cứu em đi mọi người ơi. Trời ơi, nó vô đây bắt em không cho em ăn uống, người bông nhôm luôn à. Trời ơi, nhớ mọi người quá chân luôn. Trời ơi, không cho Sam ăn uống gì hết trơn, nhìn Sam mới vô nách này. Trời ơi, mà bị không ăn cái này là của nó mà mệt ghê rồi. Sam đợi phong xíu. Cái gì vậy? Phong đem này về hầm canh cho Sam ăn. Trời ơi, cậu lao cái lao rồi. Vậy ghê luôn à. Trời ơi, hôm nay là trời ơi, hầm xương á. Không. Dạ. Xương này để nấu canh, còn cái mắt này là để xào ấy nè. Thôi chị tào lao nữa, hai cặp tào lao mệt ghê luôn à. Khổ ghê luôn mấy bạn ơi, hôm nay là tất cả là điều đã cứu được mình luôn. Trời ơi hôm nay nha. Thôi tôi không ngờ con yêu quái nó kinh dị đến chỗ luôn á. Mà tính ra Simmy mạnh nhà đánh cái nó đi luôn. Còn Phong cần sao không chạy có được tôi vậy? Nè nè, tôi cũng nhào vô, tôi Xuân Phong, tôi nhào vô, tôi giải cứu đàng hoàng nha, đừng nói nha. Cảm ơn nha. Mới là Phong suýt bị nuốt thôi chứ không có gì đâu. Ông bị nuốt luôn á chị. Trời ơi, em tính ra con yêu quái này là fake Simmy, fake rồi là Phong Cận và cuối cùng là fake mình luôn. Không biết là nó còn fake ai nữa không ta, trời tôi sợ luôn á. Anh là tốt, không bao giờ bị fake nha. Ai biết đâu, lỡ lần sau nó fake chị này em không biết đâu nha. Rồi ok các bạn ơi, các bạn là thấy yêu quái Simmy đào fake có kinh dị không? Đừng quên cái bình diễn sao biết còn riêng tôi á, đáng sợ như sự bắt cóc tôi á. Trời ơi trời, quá mình may có hồi gọi là hero team giải cứu mình á. Ok các bạn ơi, mình nghỉ video ngay này thôi. Ủa Phong đâu rồi mọi người? Phong đâu? Ủa Phong đâu rồi? Ủa Phong sao mà tôi nói gì vậy? Phong rồi, nằm rồi. Em buồn quá, Phong bảo là
Sam bảo là công sức cứu Sam, không có em trong đó em buồn. Thôi xin lỗi, xin lỗi, em có không cần nữa. Xin lỗi em này. Thôi xin lỗi, xin lỗi, Sam là đúng mà, Sam là đúng mà, có sai đâu trời. Thôi mà luôn chị nữa nha. Ok, mình nghĩ video này các bạn thấy như thế nào đừng quên comment vì sao biết nha. Còn đối với anh bạn Simmy Fake và Sam Fake và Phong Tận Fake, con yêu của này đáng sợ hơn, đừng quên comment vì sao biết nha. Còn bây giờ tụi mình ngồi ở clip sau, hẹn lại bye bye mọi người ơi. Tôi mệt nên tôi nói bụng quá thôi. Bây giờ về nhà thôi, tôi sợ quá rồi. Về nhà thôi. Trời ơi, trời mệt quá trời đó luôn. Không nói rồi, dối kìa. Thôi, dối kệ Phong. Bye.